Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trở lại thế giới của những loài rồng cũng như là hành trình để trở thành một kỵ sĩ rồng nhé. Lần này thì mình xuất hiện tại một khu vực rất là thuận lợi này, không có những con rồng nguy hiểm cũng như là có cừu sẵn luôn để mình có thể sống sót qua ngày đầu tiên dễ dàng. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy gỗ nhé, để mình có thể chế tạo những thứ cần thiết ban đầu. Mình sẽ lấy được hai cái gỗ sồi rồi, đổi ra ván nè và làm một bàn chế tạo cũng như là que. Giờ thì mình cần thêm một cái thân gỗ nữa để chúng ta làm được một cây cúp bằng gỗ nhá. Rồi sau đó mình sẽ cố gắng nâng cấp lên đồ đá luôn. Ở đây có đá sẵn này các bạn ơi, mình sẽ xuống dưới này để khai thác đá nhá. Có than không? Giờ mà có than thì tuyệt vời luôn á. Có vẻ không có than rồi. Thôi kệ, giờ mình sẽ lấy đá trước đi để làm lò nung cũng như là những cái dụng cụ bằng đá nhá. Đây mình sẽ lấy trước là ba cục đá và được thời kỳ đồ đá luôn rồi, tuyệt vời. Kế tiếp mình sẽ làm một cái cây cúp bằng đá nè, như vậy. Và sau khi có cúp đá thì mình đã có thể khai thác sắt rồi. Có sắt sớm thì mình sẽ ưu tiên làm một bộ giáp trước nha các bạn, tại vì trong thế giới này có rất là nhiều con quái vật có thể tấn công mình bất cứ lúc nào luôn, nên tốt nhất là phải có một bộ giáp để bảo vệ mình trước cái đã. Hiện tại thì mình đã có được một ít đá rồi nè. Giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo một cái mình nghĩ là nên làm một cây kiếm đi để mình có thể bảo vệ trước nè. Một cái lò nung để chúng ta có thể nấu thức ăn lên, và còn thiếu gỗ rồi. Mình sẽ khai thác thêm một ít gỗ nữa để làm một cây rìu nhá. Sau khi có rìu thì mình sẽ chặt cây rất là dễ dàng luôn. Rồi giờ thì trèo lên trên nào. Ở đây có cái hang nè. Để mình vô đây mình coi có than không nhá. Nếu có than thì mình sẽ lấy một ít luôn. Ui, có vẻ không có than rồi, và ở trong nó tối thui hả? Bên đây thì sao ta? Ở đây, đường vô nè. Không biết trong đây có gì không nữa. Có than đi. Ui, không có than luôn rồi. Vậy là mình phải tìm một cái hang khác thôi các bạn ơi. Hang này nó vừa cạn mà nó vừa không có than nữa. Chắc mình sẽ lấy len cừu trước đi, để một hồi mình quên ấy là phải mắc đi tìm lại nữa đó. Rồi, được một len cừu nè và hai miếng thịt luôn. Tuyệt vời. Đó, mình đã được 6 miếng thịt rồi. Giờ thì mình sẽ cố gắng farm thêm một ít nữa nha, tại vì xung quanh đây có rất là nhiều cừu nè, mình có thể thoải mái mà farm luôn. Ui, và đây có con lừa hay sao nè. Ôi, con lừa này mình cưỡi được á. Nhưng mà mình chưa có cái yên cưỡi để có thể cưỡi được. Cái đó thì từ từ đi. Ui. Nó quét cảnh các bạn ơi, thành ra trúng bé lừa rồi. Thôi giờ mình sẽ không farm thêm nữa, tầm đây thức ăn là đủ rồi đó. Và cạnh này còn có bò nữa nè. Ui, có con toro nữa. Con này vui lắm các bạn ơi, mỗi khi mình đánh nó một cái á là nó sẽ hút mình một cái, nó mới chịu nè, chuẩn bị nè. Ui, đó, nút mình đúng một cái là nó tha à. Kiểu như nó trả thù vậy đó. Rồi giờ thì mình sẽ farm bò thôi, không đánh con toro đó đâu. Rồi được bao nhiêu đây? Được 3 miếng thịt bò và 2 da thuộc luôn. Quá trời luôn nè. Vậy là mình đảm bảo nguồn. Ui, hình như mình chọc giận nó rồi. Ủa, thường thường mấy. Ui, đừng mà anh bán. Ui, thường mấy con này nó chỉ hút mình một lần thôi mà ta. Lần này nó hút mình 2 cái một lượt luôn á. Ui, giờ mình còn có nửa trái tim mà. Mới vào suýt chết rồi nè. Giờ thì mình sẽ lấy thêm một cái thanh gỗ nữa đi, để mình chế tạo một cây rìu. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nấu thức ăn lên nhá. Lỡ chọc dần một cái con toro nguy hiểm ghê luôn á. Đặt bàn chế tạo xuống nè. Đổi ra một cây rìu bằng đá. Rồi chặt cái cây này xuống nhá. Ten ten. Đó, có táo luôn. Mình sẽ trồng cái cây này lại để có cái mà chặt trong thời gian tới nữa. Và dùng một ít cái gỗ này nè để tạo ra than củi nha. Như vậy thì mình sẽ nấu được lâu hơn á. Ăn tạm trái táo đỡ đói đi. Một xíu thì mình sẽ đi khám phá xung quanh đây coi có cái quả trứng rồng đầu tiên nào không nha các bạn. Ở đây có vẻ là vùng đồng bằng và một cái khu rừng gỗ vân xám rồi. Khá là khó để tìm trứng rồng đây. Và hy vọng rằng đừng có gặp mấy cái con rồng hoang dã nha. Như vậy thì rất là nguy hiểm luôn. Giai đoạn đầu mà gặp mấy con đó thì tôi xác định luôn á. Giờ thì mình sẽ đợi cho nó nấu nốt cái gỗ này để mình có thể nung thịt lên nhá. Ăn thịt bò thì sẽ nó sẽ hồi nhiều hơn nè. Rồi giờ thì cho vô đây và đợi thôi.
Trước khi tiếp tục video thì mình muốn giới thiệu với các bạn một ứng dụng có thể giúp chúng ta dọn dẹp rác, diệt virus và tăng tốc điện thoại rất là hiệu quả, đó chính là ứng dụng iSecurity. Còn giờ thì mình sẽ điểm qua những chức năng chính nha. Đầu tiên đó chính là chức năng diệt virus, giúp chúng ta có thể dọn dẹp những con virus, những lỗ hổng gây ra hiện tượng rò rỉ thông tin. Kế tiếp thì iSecurity còn có rất là nhiều chức năng khác, chẳng hạn như là chức năng tăng tốc giúp cho điện thoại sử dụng mượt mà hơn, chức năng tiết kiệm pin giúp ta có thể tăng thời lượng sử dụng điện thoại lên đáng kể. Và đặc biệt hơn, iSecurity còn có một chức năng đó chính là hạ nhiệt độ CPU giúp cho điện thoại luôn ở trạng thái mát mẻ. Và để tải ứng dụng về xài thì các bạn có thể truy cập vào Zplay và nhập vào từ khóa iSecurity, link mình có đặt dưới phần mô tả. Và đừng quên đánh giá 5 sao nếu như các bạn thấy ứng dụng có ích nha. Xung quanh đây hồi nãy không mình không để ý là có mía không nữa ta. À đây, kìa mía. Có mía là mình có thể chế tạo được những cái quyển sách và làm bàn enchant đó các bạn ơi. Nên giờ thì mình sẽ lại đó và lấy mía nha. Coi bên đây còn cái hang nào không để mình còn lấy thịt nữa. À không, lấy than nữa. Rồi, giờ thì qua đây lấy mía trước nào. Rồi, được hai cái cây mía luôn. Ôi, đằng kia còn rất là nhiều mía nữa kìa. Và trong rừng này thì lại có tiếp là mấy con Toro nữa. Ôi, hình như Toro mình có thể chế tạo được áo giáp hay sao ấy các bạn ơi. Và ở đây có thêm một con nữa nè. Nếu có một con nữa, ui hai con luôn. Là sắp tới mình cũng có thể dẫn nó về nuôi á. Và đây, à đây 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 có cái hang luôn nè. Ui mà chưa nhớ thấy con zombie rồi nha. Ui con gì bay vậy? À không, có con Hyrophy các bạn ơi. Nó thồn tưởng đâu con rồng nó bay ngang nó đơm mình chứ. Hơi thiệt. Rồi giờ thì mình sẽ lấy những cái xác này và sau đó xuống dưới tiêu diệt con zombie để tìm thêm ít than dưới hang nhá. Giờ mình dùng than gỗ nên khá là tốn kém các bạn ơi. Và cây kiếm mình không tốt cho lắm nè. Mình sẽ cố gắng chế tạo một cây kiếm mới tốt hơn. Rồi, đi ra chỗ khác. Lấy than, ủa lấy sắt thôi. Đi ra chỗ khác nào. Rồi, thợ săn quái vật luôn. Ui. Ui phù thủy đúng không? Chưa hết gặp phù thủy rồi. Ui cẩn thận, còn phù thủy nguy hiểm lắm. Thì mình sẽ lấy một cái cục than nè để mình làm một cây đuốc nha. Đây là một cây đuốc nè. Rồi cầm lên cho nó sáng nào. Sau đó tiếp tục chiến đấu thôi. Đi ra chỗ khác bà phù thủy. Ui. Đừng có chọn thuốc độc nha. Rồi mình tiêu diệt được bà phù thủy rồi nè. Và dưới này nó có xác cũng như là than luôn. Mình sẽ lấy một ít mang về nhá. Nãy giờ thì mình đào được 12 xác rồi, vừa đủ để có thể chế tạo được một cái áo giáp cũng như là một cái xô. Một xíu về nhà mình sẽ tranh thủ chế tạo áo giáp với xô liền luôn. Như vậy thì sẽ tốt một... Ui suýt nữa thì than... Ủa mấy cái sỏi nó đè mình mất tiêu rồi nè. Hên thiệt luôn á. Rồi ui. Fairy dust đúng không? Có fairy dust luôn rồi nè. Vậy là sắp tới chúng ta còn có thể chế tạo được cánh nữa. Ở đây là một đường xuống dưới nè. Thôi đi, giờ thì mình sẽ trở lại cái khu vực nấu đồ của mình để mình lấy đồ nãy giờ nhá. Nãy giờ nấu chắc nó cũng chín rồi đó. Và sẵn tiện đây còn xác nè thì mình sẽ khai thác luôn. Giai đoạn đầu thì chúng ta nên lấy hết về đi. Rồi khi nào có đủ điều kiện hơn á thì chúng ta sẽ tìm những cái loại quặng tốt hơn như là vàng, kim cương này. Ui chết rồi, giờ ban đêm luôn rồi hả? Ui chạy riết lại đằng đẵng rồi ngủ thôi các bạn ơi. Ban đêm mà không ngủ là chết á. Tại vì trong đây rất là nguy hiểm. Ui, ở đây có gà nữa nè. chạy giết về thôi. Không nên kèo mấy con Toro nữa nha. Hồi nãy rút kinh nghiệm rồi. Giỡn có một cái thôi mà hút người ta tới hai cái luôn. Cái lò nung mình nó cũng tắt queo rồi kìa. Chắc là nó chín rồi đó. Bán gỗ và giường. Rồi ngủ thôi. Rồi vậy là chúng ta đã có được một cái đêm đầu tiên ở một cái khu vực khá là an toàn rồi nè. Xung quanh đây coi. Ừ không có quái luôn, tuyệt vời. Và lấy thịt cũng như là nung xác ra nè. Rồi đợi cho nó nung ra đi. Trong lúc chờ đợi nó nung xác ra thì mình sẽ đi về hướng đồng bằng này một xíu nữa. Hy vọng rằng có thể tìm được một ngôi làng để chúng ta có thể lấy được một ít cái nông sản và đem về nhân giống ra nhá. Giai đoạn đầu mình không có thịt thì mình cũng có thể ăn mấy cái rau củ quả cũng được. Và cạnh đây thì nó lại có một cái khu rừng gỗ sồi sẫm rồi nè. Lại là rừng gỗ sồi sẫm á ta. Ui chết rồi, mấy con Toro này nó tức giận sao rồi các bạn ơi. Nãy giờ nó hút mình hai cái rồi á. Mình đâu có đánh con này đâu. Ôi con đó hung hăng ngay luôn á. Mình chưa làm gì nó. Ui bé sói kìa.
Ồ, thích nha. Giờ mình chưa có xương nữa, phải có xương thì mình sẽ cố gắng thuần phục một bé sói. Cánh thì sắp tới mình có thể làm được cánh nào dễ ta? Ui, cánh thần tiên dễ nè, cần hoa với một kim cương và bốn vàng thôi. Ồ, được á, được á, cánh đó khá là rẻ luôn. Vậy là mình sẽ ưu tiên làm một cái cánh thần tiên trước nha. Nhưng mà giờ thì mình cần phải tìm một nơi nào đó có thể định cư trước cái đã. Ui. Ồ. Hình như ngôi làng tiên thì phải đúng không? Đằng kia có một tòa tháp lên kìa. Những cột tòa tháp cứ như vậy á là cơ hội để mình có thể rèn luyện rồng. Nhưng mà giờ thì mình vẫn chưa có bé rồng nữa hết các bạn ơi. Ồ, đúng rồi nè. Đây là một ngôi làng thần tiên. Nhưng mà khoan nha, mấy nàng tiên này có khả năng lấy đồ của mình á. Giờ thấy mình nghèo vậy thôi chứ mấy nàng này thích là cũng lấy như chơi à. Coi coi có lấy đồ mình không nha. Ồ, có vẻ không lấy, không lấy rồi. Hello kìa. Ui. Ủa cái này cái nhà tưởng đâu cái thân gỗ chứ. Có còn gì đặc biệt ở đây không ta? Thường thường thì ngôi làng tiên chỉ xuất hiện ở cái khu rừng gỗ sồi sẩm này thôi các bạn ơi. Ồ, đi vô tình lại gặp được một ngôi làng tiên rồi nè. Đây có cái mầm cây và có heo. Đi tới đâu rồi ta? Ui, phía trước mình có một cái công trình gì đó rất là lạ luôn. Chưa chưa, để mình lại đằng kia và kiểm tra coi. Sẵn tiện thì mình sẽ lấy thêm thịt heo để chúng ta có thể ăn luôn nha. Ồ, phía trước mình có một cái khu vực gì kìa trên bản đồ ấy. Đây này. Ồ, cái đó là cái gì vậy ta? Ồ, không giống một cái tòa thành cho lắm. Ồ, ui ui. Ui, con gì bay vậy? Ui, đừng hù mà. Giờ mình gặp mấy con nào bay bay mình sợ lắm luôn á. À, đây giống như là một cái ngôi mộ các bạn ơi. Mấy cái này có gì không? Ui, cái này có rương nè. Ồ, có xương. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, mình sẽ trả lại cho người ta đi. Mình chỉ lấy xương thôi. Còn cái này thì sao ta? Ủa, cái này nó bị vướng không cho mở ra được. Chủ yếu là xương với thịt zombie thôi các bạn ơi. Thịt zombie chắc mình sẽ để lại đi. Mình chỉ lấy xương thôi. Để một xíu có gì mình còn thuần phục bé sói nữa. Đằng đây tiếp tục là một cái ngôi làng tiên nè. Và đằng kia còn có chỗ của nàng tiên cá giả mạo nữa. Ôi, mình nghe tiếng có một con. Ui, con rồng. Kìa 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 kìa. À, để mình vào bển mình ngó thử đây là con rồng gì nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta còn bàn cách để sau này còn tiêu diệt mấy con rồng này nữa. Thảo nào mình nghe tiếng nó đập cánh ấy. Ui, giờ chưa có đồ gì hết mà gặp nguyên một con rồng lửa, một con rồng bronze, hai con rồng luôn, hai con rồng kế bên luôn. Ui chết rồi, mình gặp hết song long rồi các bạn ơi. Ui thôi 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 thôi, giờ không nên đụng vô mấy con rồng đó đâu. Ở dưới hang này thì có fairy dust và sắt thôi. Giờ chắc mình sẽ tiếp tục đi về hướng này coi còn thứ gì đặc biệt không nhá. Ui. Ô. Ui, mình gặp một cái quả trứng rồng đầu tiên rồi. May thiệt luôn á. Và đây tiếp tục là cái ngôi làng tiên nè. Wow. Coi nào, coi nào. Ui. Quá trời trứng rồng luôn. Chắc hôm nay mình sẽ lấy trước một trứng đi. Và giờ thì mình cần phải chuẩn bị đồ đạc để có thể trèo lên cái. Ui, giờ sao lấy đây? Hết gặp con song long rồi tới gặp con rồng biển. Ôi, nó kèo mình một cái chết queo luôn. Ui, nó khỏe thiệt á. Mình sẽ làm một cái áo giáp trước nè. Một cái xô. Rồi, mình sẽ mặc áo giáp và lấy một xô nước trước nha. Rồi sau đó mình sẽ dịch chuyển lại chỗ hồi nãy thôi. Ui, nó trèo lên bờ luôn rồi. Thôi xong rồi. Ui, chơi rớt gặp thứ dữ rồi các bạn ơi. Đừng đừng có thấy mình nha, đừng có thấy mình nha. Rồi, rón rén lại và lượm đồ thôi. Chắc là nó mắc cạn ở đây hoài luôn á các bạn ơi. Nên tốt nhất là mình cứ mặc kệ nó đi. Rồi tiếp tục lấy đồ thôi. Đừng mà anh bạn ơi. Rồi rồi, ok. Ui, mình tỉnh nào, đừng đừng manh động, đừng manh động, đừng manh động nào. Rồi 10 cái cục này hy vọng là đủ nha. Làm liều thôi các bạn ơi. Nó to quá à. To cực kỳ luôn á. Ui.
Ui đừng mà. Giờ mình bóc block cũng hơi sợ sợ ấy. Ui chết rồi, mình hết block rồi. Dùng đất đi. Gần tới rồi, cố lên. Dùng mọi thứ để có thể trèo qua cái khu vực trứng rồng. Đây còn hai loại block nữa nè. Rồi cố lên, 6 block cuối cùng. Ừ, rồng nằm trên cây nghỉ mát đi nha. Ở đó đi, không ai khèo đâu. Rồi, đặt một số nước. Trèo lên. Rồi, leo. Rồi, vô thôi, sợ quá. Vết hồn. Rồi, đặt cái này vô nè. Rồi, trả lại cho người ta. Úi, nhà công trứng rồng ở trên các bạn ơi. Wow, quá trời đồ luôn nè. Ủa, nhưng mà mình mất cái rìu rồi. Ôi, mình mất cái rìu mất tiêu rồi. Ôi, thôi kệ đi, giờ mình sẽ lấy hết đồ trong rương này luôn nha các bạn. Chắc giờ mình sẽ lấy tạm trước một cái rương đi. Rồi sau đó trèo lên trên nè, để lấy trứng rồng trước. Hình như đây là cái chỗ có trứng rồng bầu trời thì phải á. Bên kia là trứng rồng, hình như là trứng rồng mặt trăng. Mình sẽ lấy trước một cái quả trứng rồng bầu trời thôi. Ui, cái cúp đâu rồi? Ui, mình mất luôn cây cúp bằng đá rồi. Mất tiêu luôn rồi, thôi kệ đi. Giờ mình sẽ cố gắng lên đây để lấy trứng rồng trước. Ui, ủa tiếng đàn tiên đâu hả? Rồi lấy quả trứng rồng nào. Yay, Aether Dragon. Và trong đây có rất là nhiều những cái lọ thuốc recon nè, mình có thể dịch chuyển về cái điểm spawn của mình á các bạn ơi. Và cái lọ thuốc này thì dịch chuyển đến một người chơi khác thôi, mình sẽ không lấy đâu. Rồi mình sẽ lấy những thứ cần thiết như là chỉ và xương nè. Hạt giống bí ngô mình cũng sẽ lấy luôn. Coi còn gì không? Có vẻ. Ui, bên tay phải kìa các bạn, hình như là căn cứ của tên một mắt hay sao ấy. Đó, tay phải kìa. Gì thì không thấy nhưng mà về thì mới thấy nè. Ui, cái chỗ mình sống đặt cái giường á thì nó khá là yên bình, nhưng mà sao khúc này nó thị phi vậy? Tùm lum thứ hết á. Ui gì đây? Nàng tiên lấy cái gì hả? Ui, nàng tiên lấy miếng thịt của mình nữa chứ. Đã không có đồ ăn ăn rồi mà còn chôm đồ của mình nữa. Nàng tiên kỳ ghê á. Rồi giờ mình sẽ lấy tiếp cái rương này nhá. Nó có một cái vòng gì rất giống cái móng ngựa luôn nè các bạn ơi. Ừ đúng rồi, cái này là kiểu như cái chân cho ngựa. Wow, dùng để chế tạo một cái gì đó. Từ từ mình sẽ tìm hiểu sao. Và đây là dòng may mắn ép vô cần câu nè. Một xíu thì mình sẽ sử dụng một lọ recon này để về cái chỗ khu cái giường của mình luôn nhá, cho tiện khỏi cần phải lội bộ về. Ở đây còn một cái rương nữa nè, mình sẽ lấy nốt cái rương luôn đi, chứ giờ mà bỏ phí cái rương thì tiếc lắm luôn á. Ây da, nhiều đồ quá. Vứt gì đi ta? Lúa mì mình vứt được nè. Mara cứ ship thì mình sẽ để dành để chế tạo cái quyển sách tìm hiểu về rồng. Coi còn nhặt được gì không? Yên cưỡi nè. Nó có yên cưỡi thì mình có thể thuần phục được bé lừa và cưỡi được rồi. Rồi tuyệt vời. Còn dục gì không ta? Thì xin bay đi. Đó đủ rồi đó. Rồi giờ thì mình sẽ uống một lọ thuốc recon và trở về nhà nhá. Con rồng kia. Đợi đấy, một ngày nào đó ta sẽ trở lại và trả thù cái mối thù này nhá. Rồi giờ thì về nhà thôi nào. Yay. Về tới rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ đặt những cái rương này xuống và dọn dẹp đồ trước khi chúng ta có một chuyến đi mai để tìm thêm một ít sắt cho thời gian đầu này nha các bạn. Mình đã chặt thêm một ít gỗ cũng như là nâng cấp lên đồ sắt rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ trở lại cái hang hồi nãy để chúng ta tiếp tục đi mai nhá. Và ở đây có một cái con Hierophy ở đâu mà nó cứ đập cánh hoài luôn á. Mình cứ sợ là con rồng ùa đến để đánh mình không. Rồi giờ thì mình sẽ đi xuống đường nào đây. Ồ, đường này có vẻ ổn hơn nè. Rồi giờ mình sẽ đi xuống đường này. Fairy Dust thì mình không cần nhiều nên mình sẽ không có lấy nhá. Rồi đầu tiên là mình sẽ lấy sắt nè. Ui, mình hết đuốc mất tiêu rồi. Mình sẽ đổi ra một ít que cũng như là làm thêm đuốc nhá. Đây được một stack luôn. Ta hồ mà cắm luôn. Cắm đuốc lên nè. Ở đây có dơi hả? Kệ đi. À, có thêm sắt nữa hả? Tuyệt cú mèo. Giờ thì mình sẽ đào từ từ xuống những tầng sâu hơn để tìm thêm khoáng sản nhá. Và đây có một con quái vật gì nè. Ui, nó cầm cái cây. Ui, cái này nó đập mình một phát chắc chết quá. Ui, nó to lắm. Dám quýnh mình hả? Nó có ngà giống như là voi vậy đó các bạn ơi, nhưng mà nó không có cái vòi giống con voi. Mình tiêu diệt được rồi. Và nó rơi ra những cái gạch nứt phủ rêu các bạn ơi. Mấy con quái vật này dưới hang cũng nguy hiểm lắm á.
Rồi giờ mình sẽ lấy tiếp sắt nhá. Nãy giờ được 8 rồi nè. Một xíu mình tìm đủ để làm một bộ giáp sắt thì mình sẽ dừng lại một xíu để nung ra và chúng ta làm full bộ giáp để cho an toàn nhá. Mình vẫn còn nghe tiếng dơi, chắc ở phía dưới vẫn còn hang á các bạn. Nên mình sẽ đi hết cái đường này rồi đào xuống dưới luôn. Và khu vực này có rất là nhiều những cái quặng sắt nè. Đi đào sắt á, tốt nhất là tìm những cái hang như vậy, đào thỏa thích luôn. Rồi, đó, mình còn nghe tiếng lava nữa. Ui, và nhìn trên bản đồ thì ở đây có một cái giống là cái ravine nè. Chắc mình sẽ tìm đường xuống dưới á. Tại vì thường thường ở dưới ravine sẽ là một nơi rất là sâu luôn. Như vậy thì mình có thể dễ dàng tìm được kim cương hơn. Ở đây tầng 40 rồi nè. Ui, mình gặp con zombie rồi nè. Cuối cùng cũng tới đến nơi. Ui, còn có bà phù thủy nữa. Ở đây làm gì đây? À, cỡ gài tập bè tập bụi với con zombie hả? Bà phù thủy này. Ui dồi. Bà phù thủy nè, cỡ gài hư lắm nha. Rồi, mình đã được một cái bộp đá phát sáng luôn, tuyệt vời. Ở đây còn có thêm sắt cho mình nữa nè. Ui, biết ngay mà. Ở dưới này là một cái ravine luôn. Và có con skeleton nữa. Giờ mình sẽ tạm thời bỏ qua con skeleton đó đi. Giờ mình chưa có khiên á, đánh với nó rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi. À, nhân tiện đây chắc mình sẽ đặt lò nung xuống nè. Rồi sau đó nung sắt lên để làm khui một bộ giáp sắt nhá. Đây, cho cái cục than này vào. Đào thêm ít than ở đây đi, để nung ra. Rồi, cho vô thêm nè. Hai cục nữa. Bò nữa thêm một cục luôn. Đó, ba cục nấu dư sức rồi đó. Giờ mình sẽ trở lại đây và thịt luôn cái con skeleton này trước khi có bộ giáp nhá. Ui, hình như nó bỏ rồi, nó bỏ đi rồi. Nó bỏ đi thì thôi, đâu có dạy gì mà cà khịa nó làm gì. Rồi, lại đây kiểm tra coi. Ở đây chỉ mới là tầng 28 thôi các bạn ơi, còn khá là cao á. Đằng kia còn có quặng silver nữa kìa. Quặng bạc. À, đây có sắt nè. Ý, lấy luôn. Rồi, tranh thủ lúc chờ đợi nấu sắt thêm á thì mình sẽ lấy thêm sắt. Và ui, cạnh đây còn có cái hồ lava nữa nè, rất là to luôn là đằng khác. Được nha, một xíu mình sẽ tìm đường lại cái hồ lava đó. Tại vì những nơi mà có hồ lava như vậy sẽ dễ gặp được kim cương hơn các bạn ơi. Rồi, trở lại cái chỗ nấu sắt thôi nào. Còn bên đây thì ui, bên đây tiếp tục là sắt và rất là nhiều luôn. Được á. Đây là cái quặng super sắt nè. Mấy cái quặng super thì mình có thể đào được nhiều hơn các bạn ơi. Nếu mà gặp được quặng super kim cương á là tỷ cú mèo luôn á. Cho dù không có fortune đi, dòng gia tài á, thì mình vẫn có thể tìm được rất là nhiều kim cương từ một quặng thôi. Nhưng mà tiếc một cái á, là khi có gia tài thì nó cũng không có áp dụng được các bạn ơi. Kệ không sao, dù sao thì đó cũng là một quặng tốt mà. Rồi trở lại đây và lấy sắt thôi. Mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống nè. Mình sẽ làm tiếp cho mình một cái quần bằng sắt, cũng như là nâng cấp lên một cây kiếm bằng sắt luôn nhá. Chiến đấu với mấy con quái vật mạnh mạnh á, mà không có kiếm sắt thì không được đâu. Đây, một cây kiếm sắt luôn. Tạm thời thì mình sẽ vứt cái cây kiếm đá này đi. Kiếm sắt của mình cộng thêm 10% sức tấn công luôn. Kiếm xịn nè các bạn ơi. Rồi giờ thì mình sẽ lấy thêm hai cái này nữa và một một cái phôi sắt nữa thì chúng ta có thể làm được một cái ủng bằng sắt rồi. Giờ thì mình chỉ còn thiếu đúng một cái nón thôi. Và giờ mình sẽ ưu tiên thêm một cái phôi sắt nữa để có thể làm một cái khiên nhá. Tại vì khi mà có khiên á thì mình có thể đỡ được những phát bắn của con skeleton. Những phát bắn đó thì cực kỳ nguy hiểm đối với mình luôn. Đây, có khiên luôn rồi nha. Rồi giờ thì tiếp tục đi khám phá hướng bên này thôi. Một xíu thì mình sẽ trở lại cái chỗ nấu đồ này. Ui, ở đây mà vẫn còn nghe tiếng cái con hydrophile kìa. Rồi ở đây có quặng super vàng nè. Nó đào một lần được ra hình như là 5 quặng vàng hay sao á. 6 luôn. Thấy không? Chỉ với một quặng vàng thôi mà mình được tới 6 cái quặng vàng nhỏ lại nè. Và cái bên này còn có một cái ravine khác. Có kim cương không? À đây, quặng super vàng. Ui nữa nè. giàu to rồi. Gặp quá trời vàng luôn các bạn ơi. Nhưng mà vẫn chưa tới tầng tầng thấp hơn nữa hả ta, mới tầng 20 mấy thôi. Ui, hình như đây là đường khác đúng không? Hình như đây là đường khác rồi. Ô, mình sợ bị lạc quá à. Đằng kia có obsidian kìa. Gặp rồi các bạn ơi, đi ra. Ui, mấy con này đừng có làm phiền nha, chỗ người ta chuẩn bị lấy kim cương đó. Đây là super kim cương các bạn ơi. Rồi giờ cùng nhau thử vận may nhá. Hy vọng rằng với một quặng kim cương này, quặng super thì mình có được 6 viên càng tốt nhá. 1 2 3. Được thành tựu kim cương rồi kìa.
Ở đây có cái quặng gì nữa đây? Hình như là amethyst thì phải. Để mình khai thác nó trong chỗ này luôn nhá. Rồi kiểm tra coi. Ten ten. Ui có 4 thôi à. Nhưng mà không sao, với một quặng mà cho 4 viên kim cương là vui lắm rồi. Cái rùa biển này may mắn thiệt. Ôi niềm vui nhân đôi các bạn ơi. Niềm vui nhân ba rồi. Tuyệt vời tuyệt vời. Ở đây thì mình lại gặp thêm một cái chỗ kim cương nữa nè, là super kim cương luôn nha. Còn gì bằng nữa đâu. Giờ mình sẽ lấy mấy cái vàng này trước cái đã, rồi sau đó mình sẽ lấy nốt chỗ sắt này, và cuối cùng đó chính là bản super kim cương nha. Ai, hồi hộp quá. Giờ mình đã có 4 rồi đúng không? Rồi hy vọng là 8, 8 đi. Ui cái quặng này thì chỉ cho 7 thôi. Ui giàu to thiệt rồi đó. Ui kim cương nhiều cực luôn. Bội thu rồi. Ồ được 10. Ui 12 luôn. Wow, được được á. 15 rồi. Ở đây còn một chỗ nữa nè, để mình đập nó luôn đi coi được tổng cộng là bao nhiêu nha. 16, 17 nè, 18. Chỉ có 18 viên thôi à. Thôi không sao, 18 viên là cực kỳ nhiều cho một chuyến đi mai rồi đó. Đây là mình chưa có gia tài đó nha. Có gia tài thì nó sẽ nhiều hơn một xíu nữa. Và giờ mình sẽ khai thác nốt cái chỗ vàng này. Sắt mình cũng có khá là nhiều rồi. Nhưng mà thôi đi, khó thì cũng đỡ hơn không. Mình sẽ lấy thêm một ít nữa, rồi sau đó tìm đường trở lại cái chỗ nấu đồ nha. Tại vì ở đằng kia mình còn nấu rất là nhiều sắt luôn, bỏ thì phí lắm. Ở dưới này còn đường nữa nè, để mình đi nốt luôn đi. Biết đâu cuối đường này là cho thêm kim cương thì sao. Có vẻ không cho thêm rồi. Rồi giờ mình sẽ lấy nốt cái chỗ sắt này, sau đó tìm đường trở lại cái chỗ nấu mấy cái quặng sắt hồi nãy nha các bạn. Ui mình đi lên quanh đây lại gặp tìm thêm một chỗ có quặng super kim cương nữa nè. tuyệt vời giờ kiểm tra kỹ thôi. Ở dưới này là an toàn rồi nè. Hiện tại mình có 18 viên đúng không, và ten ten 21 viên luôn. Quá trời kim cương luôn các bạn ơi. Ở đây còn có redstone nữa hả, mình có 9 rồi, mình sẽ lấy thêm một quặng nữa đi. Được là 14. Redstone mình không có cần chế tạo nhiều ấy nên mình chỉ lấy một ít thôi. Ở đây thì có Luli nè, và một cái hang khác nữa. Ồ cái hang này nó dẫn tới một cái hồ lava, có cả Emerald đằng kia nữa kìa. Chắc mình sẽ trở lại lần kia để lấy một ít cái Luli trước cái đã, để không thôi một hồi mình quên đường trở lại đây á là mất luôn Luli thì uổng lắm. Đây được hai quặng Luli nè, và mình được bao nhiêu đây, ba quặng luôn, được 19. Rất là nhiều. Rồi thì mình sẽ trở lại cái chỗ này nhá. Ủa chỗ nãy đâu ta? Hình như nó ui kim cương nữa nè, 25 rồi, quá trời luôn. Giàu to giàu to. Ở đây thì có thêm sắt, giờ mình sẽ tập trung vào việc tìm kim cương thôi các bạn ơi. Sắt giờ chắc nó cũng không cần thiết cho lắm đâu, chủ yếu là mình nâng cấp lên kim cương càng sớm càng tốt mà. À mà khoan, Emerald giờ mình chưa đào được, chỉ mới có được không ta, mình sợ đào không được ấy, tại vì nếu đào được thì sẽ đào rất là nhanh mà đằng này mình đào thấy chậm quá, nên thôi mình chưa có dám đào đâu, lỡ mà đào không được thì uổng một cái quặng super emerald. Ở đằng kia còn có một quặng super emerald được chìm ở dưới lava, lòng lava nữa kìa. Rồi mình sẽ tìm đường qua đây một tí nào, đổ nước ra. Coi đây coi, đây lại là emerald. Wow tính. Ui có thêm kim cương nữa nè. Ui là chắc mình sẽ làm luôn một bộ giáp kim cương ngay ngày đầu luôn quá. Quá trời kim cương luôn, được 28 viên rồi. Giàu to giàu to. Ôi, coi đây còn cái đường nào không ta, kiểm tra bản đồ coi. Hết đường rồi. Nãy giờ đi mình cũng đi hết mấy cái chỗ có lava rồi. Giờ thì mình sẽ đào nốt chỗ sắt này, rồi sau đó tìm đường trở lại chỗ nấu cái quặng sắt hồi nãy nha các bạn. Rồi mình đã trở lại cái chỗ nấu sắt rồi đây. Mình sẽ lấy nó chỗ này làm luôn một cái nón bằng sắt nè, cũng như là chế tạo lại một cái cúp sắt nhá. Rồi sau đó tìm đường trở lên trên thôi các bạn ơi. Chuyến đi mai này khá là bội thu rồi. Rồi giờ mình sẽ trở về nhà, rồi sau đó ngủ một giấc nha các bạn. Ui vừa về tới nhà trời cũng gần sáng mất tiêu rồi. Không biết có kịp ngủ một giấc không nữa. Ui cái cây mình nó cũng lớn rồi kìa. Creeper đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác đi. Đi ra chỗ khác. Rồi, ngủ 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 thôi, lẹ lên lẹ lên.
Ui sáng luôn rồi. Thôi kệ không sao đâu, giờ tụi mình sẽ dọn dẹp đồ là một cái nha các bạn. Giờ quá trời bừa bộn rồi nè. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và hồi nãy mình có nhặt được một ít cây hiên cửi ấy. Giờ tụi mình sẽ trở lại đây cũng như là thuần phục cái em lừa này. Có em lừa này thì mình có thể đi khám phá dễ dàng hơn rất là nhiều luôn á các bạn ơi. Với lại còn có thể mang đồ cho mình giúp nữa. Rất là tiện luôn. Được đi, chịu đi, chịu đi. Ngoan ngoan nha. Giờ mình sẽ trở thành một kỵ sĩ cưỡi lừa rồi các bạn ơi. Rồi coi nào coi nào. Chịu đi nào. Ngoan đi nào. Ui có vẻ không chịu rồi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Đến khi nào em này chịu thì thôi. Ui chưa chịu nữa hả? Nhưng mà sao ở đây chỉ có một con lừa thôi vậy ta? Ồ được rồi nè. Rồi khả năng nhảy thì cũng không có vượt trội cho lắm. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một người bạn đồng hành trong thời gian đầu rất là tốt luôn các bạn ơi. Có thể chứa đồ giúp mình rất là tiện luôn. Mình coi coi mình còn cái rương không. Còn một cái nè. Giữ rương nha. Ten ten. Rồi giờ thì mình đã có thể nè có được rất là nhiều ô cho mình chứa luôn. Giờ mình sẽ lượm một vòng bằng cái em lừa này nhá. Sẵn tiện tìm coi coi ở đây còn cái quả trứng rồng khác nữa không. Để mình còn lấy nốt luôn cái đã. Và khu vực bên này thì có rất là nhiều hoa luôn nè. Có vẻ đây là một cái vùng hoa rồi các bạn ơi. Có trái bí ngô hả? Ui ui lỡ trúng có sao không? Ui mất anh nửa trái tim rồi. Rồi mình sẽ đi qua cái vùng hoa này nè. Ui đủ hoa luôn á. Hồng, tím, cam, vàng, xanh gì đủ thứ luôn. Lừa cũng như ngựa hả các bạn ơi. Không có giỏi trong việc lội nước ấy. Nên mình phải đẩy qua cái khúc sông này mới được. Rồi sau khi đến bờ thì mình sẽ trèo lên và cưỡi tiếp thôi. Rồi vượt qua khu vực này. Sẵn tiện lấy thêm ít mía về luôn nè. Đó được 4 mía luôn. Ở đây có đủ loại hoa luôn nè. Tha hồ mà chế tạo mấy cái bột màu ấy. Ui ơ làng kìa. Ui một ngôi làng to lớn luôn. Wow thích nha thích nha. Ngôi làng ngay vùng đầm lầy hả? Ui đằng này còn có một đàn lừa nữa nè. Ô cơ hội cho mình là đây chứ đâu. Mình có thể mang mấy lừa của mình qua đây để nhân giống các bạn ơi. Rồi ui trước mặt có con rồng các bạn ơi. Thôi 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 mình sẽ bỏ chạy tạm thời nhá. Nếu mà mình ở khu vực này thì nó sẽ lót chân ra. Con rồng thế nào nó cũng mần thỉnh hai dân làng ở đây thôi. Mình chỉ muốn tốt cho mấy anh dân làng ấy. Nên mình sẽ không lại gần ngôi làng. Giờ mình chưa có đủ mạnh để có thể đánh chiếm cái khu vực hồi nãy để giải thoát cho mấy dân làng được. Ui một cái hang rồng rất là to đằng kia luôn. Giờ thấy mấy dân làng nguy hiểm mà mình không làm được gì cũng khó chịu lắm luôn á. Và ở đây có một em Hyrophi nè. Nhìn mình chưa có cái chân thỏ. Phải chi mình có chân thỏ sớm thì mình có thể thuần phục được em ấy rồi. Ở đây có thịt cừu bị rớt xuống nè. Mình sẽ lấy đi. Rồi lên 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 em lừa và đi tiếp thôi nào. Để coi coi bên đây còn cái gì đặc biệt không nha các bạn. Ui ở đây có rất là nhiều mấy em Hyrophi bay và đập cánh luôn ấy. Nghe tiếng hơi sợ sợ một xíu. Ở đây có vẻ khá là khó di chuyển đây. Tại vì cây nó tùm quá à. Rồi chúng ta đã tới một cái khúc sông khác rồi. Ô địa hình ở đây rất là đẹp luôn á. Rất là thích hợp để chúng ta có thể xây nhà và định cư luôn. Giờ mình sẽ thử băng qua cái khúc sông nhỏ này coi coi phía bên kia sẽ có cái gì nhá. Nữa rồi. Lại tiếp tục chương trình đẩy lừa qua sông rồi các bạn ơi. Tại vì mấy lừa này giống như ngựa vậy đó. Lội dưới nước rất kém luôn nè. Đó mình đẩy còn muốn đi không nổi luôn. Cố lên cố lên. Cố lên em ơi. Cố lên nào. Bởi chi giờ mình có cọng dây á, mình sẽ dẫn sẽ nhanh hơn rất là nhiều luôn. Ui sao đây lại để anh xuống đây. Lên bờ nè đừng có đạp nữa. Đạp cái gì cũng biết nữa nè. Rồi lên tới bờ rồi. Rồi đi thôi. Ở đây có mực và tiếp tục là một cái khu rừng thôi. Khu rừng rổ. Đây là chỗ mình bắt đầu mà. Đi một hồi lại trở về cái chỗ giường mình rồi. Kệ không sao, dù sao mình cũng biết được thêm gần mình còn có một ngôi làng đang trong tình cảnh nguy hiểm cần mình trợ giúp các bạn ơi. Rồi như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có một cái khởi đầu khá là thuận lợi, gặp được một chỗ có trứng rồng ở gần cái khu vực biển nè, rất là nhiều tòa tháp luôn. Và ngoài ra mình cũng có một chuyến đi mai rất là thuận lợi, mang về rất là nhiều kim cương và mình có thể sử dụng nó để nâng cấp những cái dụng cụ cũng như là áo giáp trong thời gian sắp tới, và mình sẽ tìm cách để giải cứu cho ngôi làng trong thời gian sớm nhất luôn nhá. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.